đường chân tu để ai gian trừng, khi ai tu có hạnh đầu đà chỉ ngủ ngồi và ăn buổi sáng, lấy gốc cây nghĩa trang mà nghĩ rồi lại đi cất thực muôn nơi chỉ chân đất đi thôi. Thầy đi tu rồi đã bao năm, lang thang trên khắp mọi nẻo đường, bao tháng ngày nào ai có thấu, khi ghét cung trời đông lạnh giá, ngồi hè sang nắng đổ chang chang, cà sa quấn thay áo cho đường trần ai dễ mà buông bỏ, những sân si danh lợi cuộc đời, lòng còn ham bao cuộc vui, khi trót xa dùng lầy nhân thế để đi tù, buồn phiền cũng thế thôi. Người thương ta thì gọi chân tu, ai không thương cũng chẳng hận thù. Mong quý thầy thành tu chính quá, nhưng bước chân vượt qua sỏi đá, để ngày sau phổ độ nhân sinh và lo giúp cho đất mình. Chân tu đầy ai gian trường, khi ai tu khổ hạnh đầu đà chê ngủ ngồi và ăn buổi sáng, lấy gốc cây nghĩa trang mà nghĩ rồi lại đi khất thực muôn nơi chỉ chân đất đi thôi. Thầy đi tu cùng đã bao năm, lang thang trên khắp mọi nẻo đường, bao tháng ngày nào ai có thấu, khi ghét cung trời đông lạnh giá, rồi hè sang nắng đổ chang chang, cà sa quấn thay áo cho đường trần ai về mà không buông bỏ, những sân si danh lợi cuộc đời, lòng còn ham bao cuộc vui, khi trót xa dùng lầy nhân thế để đi tu, muộn phiền cũng thế thôi. Người thương ta thì gọi chân tu, ai không thương cũng chẳng hận thù. Mong quý thầy thành tu chánh quá, những bước chân vượt qua sỏi đá, để ngày sau phổ độ nhân sinh và lo giúp cho đất mình. Mong quý thầy thành tu chính quá, những bước chân vượt qua sỏi đá, để ngày sau phổ độ nhân sinh và lo giúp cho đất mình.